Xin chào các bạn. Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới, duy trì được đà tăng trưởng trong suốt những năm đại dịch và chiến tranh đến nay. Đặc biệt năm 2022, Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới với mức từ 6 đến 8% GDP, thậm chí đến 9% theo nhiều dự báo từ các nguồn trong nước và trên thế giới. Với mức dự báo tăng trưởng 8,2% của ngân hàng UOB Singapore, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 398 tỷ đô la. Trong khi, với dự báo tốc độ tăng trưởng quay mốc 7% GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 394,5 tỷ đô la, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới WB, đạt khoảng 393,7 tỷ đô la, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Cơ quan Nghiên cứu Vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO, và đạt 391,9 tỷ đô la với mức tăng 6,5% GDP, theo dự báo của Ngân hàng Châu Á ADB. Còn theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, thì tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3 2022 tăng tới 13,67%. Trong khi 9 tháng đầu năm 2022, GDP cũng tăng tới 8,83%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Theo đó, quy mô GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 6,739 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 270 tỷ đô la, gần bằng 75% GDP, 368 tỷ đô la được công bố năm 2021. Tuy nhiên, 270 tỷ đô la này được quy đổi từ tỷ giá USD Việt Nam đồng hiện hành vẫn đang vượt mốc 24.000 đồng 1 đô la, so với mốc chỉ gần 23.000 đồng 1 đô la vào thời điểm cuối năm ngoái. Vì vậy, nếu xét theo tỷ giá năm ngoái 2021, GDP 9 tháng đầu năm đã vượt 290 tỷ USD, tức gần bằng 80% GDP năm 2021. Trong đó, ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước là công nghiệp chế biến, chế tạo, đạt 1.709 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022. Sau ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có đóng góp lớn thứ hai trong các ngành kinh tế. Cụ thể, ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt khoảng 671.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022. Cùng với đó, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, nông nghiệp và xây dựng nằm trong top 5 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, ngành nông nghiệp và ngành xây dựng có giá trị đạt lần lượt là 597.000 tỷ đồng, 551.000 tỷ đồng và 402.000 tỷ đồng. Những ngành còn lại nằm trong top 10 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước, gồm có vận tải, kho bãi, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông. Xét về tỷ trọng các ngành trong quy mô GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 25% quy mô GDP chung của cả nước. Xếp thứ hai là ngành bán buôn và bán lẻ. Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 9,81% trong quy mô GDP cả nước trong 9 tháng đầu năm 2022. Cùng với đó, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, ngành nông nghiệp và ngành xây dựng đóng góp lần lượt 8,73%, 8,05% và 5,88% trong quy mô GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó, 5 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước đã chiếm 57,47% quy mô GDP cả nước trong 9 tháng đầu năm 2022. Các ngành còn lại chiếm 42,53% quy mô GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2022. Như vậy, có thể thấy rõ được đà khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao hơn trước khi dịch COVID-19 của nhiều ngành vốn đã bị đình trệ. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế 9 tháng năm 2022, tất cả các khu vực trong nền kinh tế đều tăng. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%, khu vực dịch vụ chiếm 41,31%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành lớn nhất trong nền kinh tế cũng là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,69%,
chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2017 và 2018. Khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%. Với một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao như bán buôn bán lẻ tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải kho bãi tăng 14,2%. Dịch vụ lưu trú vạn uống tăng 41,7%. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Các bạn thấy sao về cơ cấu cũng như quy mô của các ngành kinh tế Việt Nam hiện nay? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Nếu cảm thấy thông tin ngày hôm nay thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!